lại có vật mới. Vợt tập điểm ngọt 3 lít rưỡi một cây. So với cây 100ZZ của mình thì mặt vợt nó nhỏ hơn khá nhiều. Thật đấy. Thấy cậu Dứa thích cái vợt này quá nên là mình quất luôn, đỡ phải đi mượn. Nói chung đây là một phương án khá hay để anh em có thể cải thiện sự chính xác trong từng pha cầu của